xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò quyết định để triển khai thực hiện các dự án thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ có nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện. Gia đình ông Hiền có 120m² đất thổ cư phải thu hồi, phục vụ dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Sau khi được chính quyền xã tuyên truyền về chủ trương, chính sách và ý nghĩa của dự án, gia đình ông Hiền đã đồng thuận và nhận phần đất tái định cư để nhường mặt bằng cho dự án. Quán triệt hết cả gia đình là cũng nhất trí đồng thuận với chủ trương bàn giao toàn bộ diện tích này cho nhà nước. Trung Hưng có hai công trình dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn xã là đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 với tổng diện tích gần 260 hectare của gần 1.000 hộ dân. Thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án này, xã đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể và được 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Công khai kể cả các cái văn bản của các cấp liên quan đến cái bồi thường hỗ trợ, đặc biệt là tuyên truyền về cái chế độ chính sách bồi thường để người dân nắm được. Xã Minh Châu hiện có dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng triển khai trên địa bàn. Xã huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, vận động đảng viên gương mẫu đi đầu, thành lập các tiểu ban tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân để giải thích về cơ chế chính sách phương án bồi thường. Đến thời điểm hiện tại, 150 hộ dân liên quan đã chấp nhận phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện cả hai dự án qua xã đã thông tuyến và đang san lấp mặt bằng. Thì bản thân tôi vận động vợ con trong gia đình, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân đồng thuận ủng hộ những cái chủ trương và mở rộng tuyến đường. Tới địa phương thì giao trực tiếp cho ban chi ủy trưởng phó thôn cùng các đồng chí cán bộ đảng viên để tuyên truyền trước, sau đó là chúng tôi mời tất cả các hộ dân có diện tích tổ chức hội nghị trên xã. Huyện Yên Mỹ đang triển khai 9 công trình dự án trọng điểm của tỉnh với diện tích cần thu hồi trên 660 hectare của gần 6.800 hộ dân. Đến nay, phần lớn các dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Một phần diện tích còn lại, huyện đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng để tỉnh Hưng Yên hoàn thành việc thực hiện các công trình dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị.